Chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình vô kẽm cây mai này thì mình phát hiện cây nó bị sâu quá bạn. Thì đây sẵn luôn tiện luôn mình chia sẻ cho các bạn xem luôn cái dấu hiệu để nhận biết cây mai của mình nó đang bị sâu, nó tấn công á. Nè các bạn để ý đầu lọc non nè. Nó dấu hiệu là sâu tấn công nha. Đây nè, nhìn cái đọt non là phát hiện biết được liền nha các bạn. Đó, dấu hiệu là bị sâu tấn công á. Thì mùa này là nó trong mưa nó cũng dày. Thì đây nè, đó, các bạn kiểm tra thường xuyên các bạn sẽ phát hiện được, nhìn ở đầu lá nè, đó nó chớm kiểu đó, kiểu đó là bị sâu nha. Thì chiều nay mình phun thuốc là vừa luôn. Thì mùa này bọ chỉ ít lắm, nước mưa cuốn trôi mấy con bọ chỉ đi thì này sâu à, chủ yếu là sâu phát triển mạnh. Thì các bạn lưu ý, các bạn kiểm tra thường xuyên để phát hiện kịp thời để mình xịt phun thuốc để khỏi mất công bị sâu nó ăn cái đực non của mình. Rồi em cũng có chút chia sẻ về cái vấn đề liên quan tới sâu á, sâu mùa mưa ăn lá. Thì các bạn nào dịch á, bạn nào chưa biết á, bạn chưa biết dấu hiệu bị sâu tấn công á, thì bạn xem clip và tham khảo nha. Rồi mình xin chào tất cả mọi người nha, chúc bạn một ngày vui vẻ nha.